Xin chào các bạn, rất là vui được gặp lại các bạn trong gian bếp của nhà mình nha. Hôm nay bếp nhà chúng ta sẽ cùng nhau nấu hai món ăn rất là đơn giản và nguyên liệu chính của chúng ta chỉ gồm có trứng và cà chua thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ làm nên được một món canh và một món chiên. Thì để làm cho hai món này thì chúng ta cần có là 5 quả trứng gà, 2 quả cà chua, hành ngò. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chế biến nha. Đầu tiên thì cà chua chúng ta bỏ hạt và chúng ta cắt hạt lựu nha cả nhà. Thế đây thì mình chia ra làm hai phần để cho tiện mình trình bày cho cả nhà cùng xem luôn á. Thì ở đây thì mình cần có 5 con tôm khô. Và không có tôm khô thì chúng ta có thể bỏ qua ha. Chúng ta có thể sử dụng nước lạnh không cũng được. Thì chúng ta sẽ cho cái tô nước và tôm khô bắt lên bếp để chúng ta chuẩn bị cho món canh. Và bên đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho món trứng chiên. Thì trứng chiên thì cũng chúng ta thì chỉ còn có trứng và cà chua. Chúng ta sẽ nêm nếm nước mắm, hạt nêm, đường ăn kiêng và một chút xíu tiêu. Chúng ta sẽ quậy đều hỗn hợp trứng lên. Còn bên đây thì cái nồi canh của chúng ta đã trên cái nồi nước đã sôi rồi. Thì chúng ta sẽ cũng cho cà chua vào. Chúng ta nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Sau đó chúng ta dùng một cái rổ đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu cho trứng mà chúng ta đã quậy đều đó. Và chúng ta sẽ tạo thành những cái giống như là cái rêu mà rêu từ trứng vậy đó cả nhà. Thì đây là mình gọi là món canh cà chua trứng thôi. Để tạo thành những cái mảng trứng cho nó đẹp trong cái tô canh của chúng ta đó. Thì ở trong cái nước này thì chúng ta gồm có là tôm khô nè. Chúng ta đã nêm một chút xíu nước mắm nè, đường ăn kiêng nè, hạt nêm nè. Và thế là món canh của chúng ta chỉ trong vòng 3 phút thôi là canh của chúng ta đã chín rồi. Và chúng ta sẽ cho ra tô, chúng ta thêm hành ngò và một ít tiêu. Và đặc biệt nếu cả nhà có thể ăn cay, chúng ta cho thêm một ít ớt sa tế trong cái nước canh này cũng ăn rất là ngon cả nhà ơi. Thì vị của canh là hơi chua chua của cà chua và rất là đậm đà của cái hương vị. Mình ăn mình cảm thấy giống như là gần giống như là mấy cái món mà bún riêu cua vậy đó. Bún riêu vậy thôi. Đây chúng ta sẽ cho một ít hành ngò cắt nhuyễn và chúng ta sẽ cho tiêu lên. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong một món canh rất là đơn giản. Và ở đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo để chúng ta chiên trứng. Cả nhà mình có thể là chiên trên một cái chảo to một lần. Còn ở đây này, mình sử dụng cái chảo bé bé xinh xinh để chiên ra thành cái miếng trứng chiên cà chua cỡ lòng bàn tay thôi. Rất là dễ thương. Cái đó là tại mình thôi nha. Nếu mình muốn mất thời gian thì mình chiên nhiều lần. Còn mà các bạn mà bận rộn, chúng ta có thể chiên một lần thôi với một cái chảo lớn. Và chúng ta, đặc biệt là chúng ta chiên trứng này, chúng ta phải đậy nắp lại để cho trứng của chúng ta chín ở trên bề mặt đó. Nếu cả nhà muốn cho cái màu sắc nó đẹp thì chúng ta sẽ giữ nguyên như thế này. Và chúng ta chín trứng của chúng ta thì cũng đã chín rồi. Còn nếu mà muốn cái mặt trên cũng rám thì chúng ta có thể trở mặt trứng nha cả nhà. Thì chúng ta cứ lần lượt chiên như thế là chúng ta được khoảng là 6 miếng trứng nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này cả nhà ơi. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong hai món ăn trong vòng khoảng 10 phút. Rất là nhanh và giản tiện phải không cả nhà? Có bạn hỏi mình là một ngày mình ăn bao nhiêu cái trứng. Thì đối với mình, trung bình thì mình ăn khoảng 3 cái trứng mỗi ngày thôi nha. Đó là về mình thôi nha. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và cả nhà nếu yêu thích thì xin vui lòng bấm đăng ký, bấm like, nhấn cái chuông kế bên cạnh để nhận được những cái món ăn kế tiếp của mình nha. Và nếu cả nhà tiếp tục yêu thương mình thì xin vui lòng ghé thăm kênh YouTube của Mẹ Việt ở Mỹ nha. Nơi đây chúng ta sẽ được gặp nhau bằng những cái trải nghiệm của cuộc sống Mỹ về việc mình chăm sóc con, chăm sóc gia đình và cái những hoạt động vui chơi trong gia đình mình. Thì đây là cái nhân cái ngày sinh nhật của con gái mình đó. Và mình dắt con gái mình ra tiệm và mình sẽ làm bún chân cho con gái. Mình không có rành về nghề làm nail đâu nha cả nhà. Thì lúc trước mình có làm sơ qua rồi, nhưng mà cũng bỏ rất là lâu rồi. Bây giờ là mình chỉ làm chân cho con gái của mình nha. Khách đặc biệt đây nè.
Thì mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu cả nhà yêu thương kênh YouTube Mẹ Việt ở Mỹ thì xin là vui lòng ủng hộ cho mình một cái đăng ký nha. Và đây là cái hình ảnh của mình trong Chúa Nhật tuần rồi. Thì mình đi nhà thờ. Và cái trang phục đi nhà thờ của mình thì mình rất là thích là mặc áo dài nha. Bởi không có cái gì mà qua cái áo dài nó làm cho cái thân hình mập mạp của mình được thon gọn thôi. Bởi vì số cân nặng của mình cũng còn rất là cao nha. Thì cả nhà cùng đồng hành với mình nha. Đó. Và hôm nay là ngày sinh nhật thì mục sư có mình có nhờ mục sư cầu nguyện cho con gái của mình trong tuổi lớn và mỗi năm mỗi được yêu mến Chúa, kính sợ Chúa nhiều hơn và là một người con ngoan ngoãn. Không có ơn phước nào thì bằng được tôi tới Chúa cầu nguyện cho con gái mình trong tuổi lớn đó. Mỗi ngày mỗi năm đó là thật sự phước hạnh trong Chúa. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video kế tiếp nha. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tạm biệt cả nhà.